Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến giờ cúng cơm cho ông Hoàng Đình Vẽ, mất ngày mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, lúc 18 giờ 15 phút. Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt, còn có vui gì chẳng bỏ đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, trước diệt ý thức có ích gì. Ý làm chủ dẫn đầu các pháp, lợi ích vô cùng sao bỏ đi. Tác ý đi, hãy tác ý đi, bất đồng thanh thản chẳng sầu bi. Tác ý đi, còn mau chi nữa, giải thoát đây rồi, tác ý đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chờ đời như mộng có còn chi. Tứ đại trở về cho tứ đại, thanh tản an nhàn lúc phân đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, bất đồng thanh thản chẳng sầu bi. Buông xuống đi, còn no chi nữa, giải thoát đây rồi, buông xuống đi. Hôm nay cô sẽ hướng con đường giải thoát của Đức Phật, một con đường đi không có khổ đau, một con đường thảnh thơi, bước chân nhẹ nhàng. Cô sẽ về nơi cõi lành, mới được sinh làm con người, được tu hành sớm. Bây giờ đến giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến giờ cúng cơm cho ông Hoàng Đình Vẽ, mất ngày mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, lúc 18 giờ 15 phút. Con kính mộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị thánh tăng, con xin được đọc bài khấn nguyện. Hôm nay bữa cơm này, chúng con xin thành kính cúng dường Phật Thích Ca ba đời chưa hiển thánh, tổ tiên và ông bà, cha mẹ để quyến thuộc, anh em cùng bản hữu, nội ngoại cùng nơi bên, nhiều đời vô lượng kiếp, chúng con cũng cúng xin cúng dường khắp pháp giới chúng sinh và tất cả hữu tình và vô tình đều được hưởng cơm này, no lòng như chúng con để rồi quyết chí tu giải trừ tâm ác độc, tăng trưởng hạnh từ bi, thâm nhập pháp thiền định, ra khỏi nhà sinh tử, làm chủ đường luân hồi, báo đáp bốn trọng ân, giữ gìn ngôi tam bảo, cửu trụ mãi muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đến giờ thọ trai, con xin được cúng dường cái chân linh ông Hoàng Đình, tổ họ Hoàng, cụ tổ Hoàng Công Tư Pháp Tĩnh và các cụ trong dòng họ nãy con đã thỉnh mời, và thỉnh ông Hoàng Đình Vẽ thì mất ngày mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 17 tháng 3 năm 2024, với cái phong tục nhẹ nhàng cũng như khéo giáo hóa chúng sinh, con xin ước nguyện cho ông sớm về với cõi lành để tu chứng cúng, cũng chẳng có được ăn đâu, nhưng với tấm lòng biết ơn mấy người đã cúng dường cho con ở dưới chân núi, chúng con ngày một bữa xin ăn ở dưới núi mang về, xin mời là chư Phật và các vị thánh tăng cũng như gia đình tổ tiên của ông Hoàng Đình Vẽ này, các cụ này là chứng minh cho con với tấm lòng thanh tịnh này để gửi đến ông, ước nguyện cho ông sớm về với cõi lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.